Hai mọi người đã quay lại với channel của Vàng nha mọi người ơi. Và hôm nay á, Vàng với mấy đứa nhóc của Vàng á, mấy anh em mình ra bờ sông này mọi người. Và mấy anh em mình sẽ làm cái thử thách mà ăn xoài non chấm muối ớt nha mọi người ơi. Hồi nãy á, mình và mấy đứa nhóc á, có chạy qua bên chỗ gần nhà Vàng á, có một cái cây xoài nha mọi người. Và mình với mấy đứa nhóc đã hái ra đây rồi mọi người. Bây giờ á, mình mời mọi người theo dõi cái clip mà ăn thử thách ăn xoài non chấm muối ớt của cùng mình và mấy đứa nhóc nha mọi người. Giờ mấy đứa nhóc của mình mọi người nó kêu nó nóng á mọi người. Bây giờ mấy anh em mình cho mấy đứa nhóc nó ra ngoài để nó tắm một xíu rồi mấy anh em mình lên sẽ giả muối và mấy anh em mình sẽ ăn xoài với nhau nha mọi người. Dạ, mấy anh em mình đã tắm xong rồi nha mọi người. Và bây giờ mình và mấy đứa nhóc á sẽ giả muối và mấy anh em mình ăn xoài thôi nha mọi người. Và bây giờ mọi người, Vàng và mấy đứa nhóc sẽ mời mọi người ăn xoài cùng với Vàng và mấy đứa nhóc nha mọi người. Người ta nói là cây xoài mỏi nha mọi người ơi. Nó cũng gần giống như xoài rừng đó mọi người. Mà cái xoài này là người đồng bào hay trồng lắm nha mọi người. Đây mọi người, đây là mình giả muối ớt thiệt siêu cay nha mọi người ơi. Đây, cái thốn muối này mấy đứa nhóc mình mang đi chắc khoảng được tầm cỡ 20 trái ớt mọi người. Ớt xuất khẩu á, mấy đứa nhóc nó giả hết trong này nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người nhé. Chà rất đã mọi người. Cái xoài này mọi người nó rất là chua nha mọi người. Nó chát chát chua chua. Ăn như muối ớt là đúng bài luôn mọi người. Ngon không đứa? Ngon. Quá đã luôn mọi người. Chà nó vừa chua mà vừa cay nữa. Và nhớ bữa lúc mà Vàng với mấy đứa nhóc mới gặp nhau mọi người, mấy mình thi ăn me nè, ăn chăm đó mọi người. Hôm nay mấy anh em mình sẽ thực hiện lại cái màn mà thử thách ăn chua siêu cay cho mấy nhóc mọi người. Mà hôm nay là có xoài non nhé mọi người, do hiện tại đây là mùa xoài non á. Mấy đứa nhóc ăn hết được mấy đâu không mấy em? Hết chứ. Ăn hết cái này luôn nha. Cay các mọi người ơi. Cay không mấy đứa? Cay. Cay. Chà. Ừ. Sướng lắm mọi người. Mấy anh em mới tắm xong á. Bây giờ lên ăn cái này chua cay rất rất là ấm người luôn mọi người. Chà. Nói chung á. Mấy đứa nhóc này nó rất là quý Vàng mọi người. Nên Vàng cũng thương mấy đứa nhóc này lắm mọi người. Vàng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Vàng với mấy đứa nhóc thời gian qua. Có nhiều anh chị comment động viên Vàng rất là nhiều. Vàng kêu là thấy mấy đứa nhóc cưng dễ thương. Thế thực sự là rất là quý mấy đứa nhóc. Vàng cũng cảm ơn mọi người đã quý mến mấy đứa nhóc của Vàng. Và quý cái tình cảm của Vàng trong thời gian qua. Nên Vàng là mấy đứa nhóc dù có sang hay là khổ thì mấy anh em mình cũng gắn bó với nhau và làm thật nhiều clip cho mọi người xem nhé. Mời mọi người trái thứ hai nha mọi người ơi. Ui cay rất là đã luôn. Chà. Xoài xoài non mọi người. Cái xoài này á mọi người đặc biệt á là nó rất là chua luôn. Mà nó chua hơn mấy cái xoài mà xoài nhà xoài thường mọi người. Nó có cái hình dáng dài mọi người. Mà nó chín lên ăn rất là ngọt chứ. Còn khi nó còn non nó sống thì rất là chua luôn mọi người. Ai mà ăn chua được giỏi mọi người. Ăn cái xoài rất là ngon luôn mọi người. Nhóc của Vàng á. Bây giờ hít mũi đó mọi người. Đứa nào cay quá giờ cũng hít mũi lo đi uống nước cho nó rồi. Wow. Chà.
Đáng mấy đứa. Đã. Mời mọi người nhé. Chà vàng cay ra. Vàng cay vàng muốn đổ mũi em. Chà muốn chảy nước mắt mọi người. Cái đây hình như là nó cay hơn cái đợt mà mấy anh em mình ăn ăn me đồ ăn chăm đúng rồi đứa. Chà cái độ cay nó hơn mọi người ơi. Rất đã luôn. Và mọi người thấy vàng đổ nước mũi rồi. Mấy đứa nhóc kia giờ đứa nào cũng hít mũi rồi. Ăn nổi hết đông mấy đống này mới đứa. Nhóc ăn nổi không? Không biết. Nãy tới đầu cái ăn hết mà. Bây giờ kia hết biết rồi, cay quá hả? Ôi, công nhận cay thiệt mọi người. Bạn nghĩ lại cay đó mất cái luôn á. Mấy nay mình chơi quá nhiều ớt. Bây giờ á, còn lại hai nhóc đi bỏ cuộc mọi người, cay quá. Bây giờ còn lại vàng với lại bốn nhóc đây. Bây giờ mấy anh em mình bốn anh em ngồi ăn với nhau nha. Ai bỏ đi, ai là người ngồi ăn cuối cùng là người đã thắng nha. Dạ. Là bữa sau anh có thưởng cho đứa đó. Chơi không? Chơi nha. Mấy anh em ngồi ăn nè. Bây giờ còn lại vàng với mấy nhóc, bây giờ ngồi ăn thử coi thử anh em mình ai trụ lại cuối cùng nha mọi người. Wow, nó cay mà nó chua mà nó chát mọi người. Rất đã luôn. Đây là tái thứ tư của vàng nha mọi người. Không biết hay giờ vàng có trụ lại nổi như mấy đứa nhóc không. Nhưng mà mấy đứa nhóc này ăn cay và ăn chua, em ăn chát rất là giỏi mọi người ơi. Vàng ráng có thử có chịu nổi như mấy đứa này không. Mời mọi người nhé. Nó tê răng đó mọi người. Nó rất là tê răng luôn. Nhóc muốn bỏ cuộc hả? Cay quá. Còn đây rất nhiều mọi người. Từ nãy giờ mấy anh em mình mỗi người chỉ có mấy quả thôi. Mà mấy anh em mình hái ra đây rất là nhiều không mọi người. Chà, hồi nãy mọi người vàng tính đi mang theo nước mắm đường. Nhưng mà mấy đứa nhóc thôi để anh em mình thử thách lại ăn lại một lần cay nữa thì như thế nào mọi người. Rồi để thằng nãy mang muối với lại ớt đồ bột ngọt đồ đi giảm muối thôi mọi người. Rồi vàng nặng chanh nữa. Cái xoài đã chua rồi mấy anh em mình giảm. Cái đây là muối ớt chanh nha mọi người. Bây giờ cái răng của vàng mọi người nó bị siết rất là tê luôn. Mấy đứa nhóc có đứa nào bị tê răng giống nhau không? Tê răng đúng không? Giờ nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà anh em ăn được bao nhiêu thì cứ ăn nha. Còn cảm thấy ăn nổi thôi đừng có ráng nha. Lát nữa mang về nhà ăn đi nha. Xoài non rất là chua mọi người. Nó chua hơn mấy cái xoài kia nha mọi người. Nó chua hơn chắc cũng phải gần gấp đôi á. Nên càng chua thì anh em mình ăn càng dễ tê răng nha mọi người. Thú vị mấy đứa, đã mấy đứa? Đã. Sướng đúng không? Sướng. Nói chung là vàng đi quay clip với mấy đứa nhóc nè. Cảm thấy rất là thoải mái, rất dịu chịu. Mấy anh em sống một cách tự nhiên á mọi người. Nên mình đi làm clip với mấy anh em á, mình cảm thấy rất là yêu mến mấy đứa nhóc luôn. Mình cảm thấy rất là thoải mái luôn. Nên rất là thương mấy đứa nhóc này. Wow, quá dữ luôn. Thật sự là ghê, từ nãy nhóc đây mọi người. Ăn cay ghê nhất trong mấy anh em mình mọi người. Đó mọi người coi nè, cái miếng xoài vừa đổ lồm nè. Đó, ớt nè mọi người. Cay không em? Không cay luôn hả? Trời, giỏi dữ trời. Thật sự quá giỏi luôn. Nó ăn từ nãy giờ mọi người, chắc có lẽ là mấy anh em mình chịu thua nhóc này nha mọi người. Nó ăn cay giỏi quá, nó ăn rất ngon luôn. Nói chung là có lẽ là mai mốt anh có thưởng cho em nha. Wow, giỏi quá. Thôi chắc và bây giờ mình với mấy đứa nhóc quá mọi người. Mời mọi người một cái nữa nha mọi người ơi. Cái này cái bắt đầu cái thứ năm của vàng nữa. Mấy anh em mình thống nhất với nhau là anh em mình ăn cái này sẽ nghỉ mọi người. Tại vì bây giờ mấy anh em mình cũng nó rất là cay, rất là chua, rất tê răng mọi người. Mấy anh em mình không thể nào tiếp tục ăn cái số xoài đây mọi người. Còn rất là nhiều. Còn khoảng 20 mấy quả nữa mọi người. Nhưng mà thôi chắc mấy anh em mình ăn mời mọi người ăn miếng nữa là mấy anh em xuống clip nhé. Mời mọi người nhé. Mời mọi người ăn nhé. Ăn thêm 2 quả. Dạ. Wow. Cay quá, chua quá, chát hả mọi người.
Dạ. Mấy đứa nhóc bây giờ mọi người giờ nó lơ hết rồi mọi người. Và thôi chắc có lẽ cái clip của mấy anh em mình hôm nay tới đây tạm dừng tại đây nha mọi người ơi. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành và động viên ủng hộ mấy anh em mình nhé. Và như mấy đứa nhóc sẽ cố gắng làm ra thật nhiều clip hay để cho mọi người xem nhé mọi người ơi. Nếu mọi người thấy clip của Vàng và mấy đứa nhóc hay á thì nhớ đăng ký kênh cho Vàng Vlog và bấm nút chuông phía bên phải để theo dõi những clip mới nhất của Vàng nhé. Và nếu mà mọi người yêu mến Vàng Mấy Lóc thì hãy chia sẻ clip của Vàng Mấy Nhóc để rộng rãi để cho mọi người biết đến đó mọi người, để Vàng còn có kinh phí nữa làm thật nhiều cái món ăn ngon cho mấy đứa nhỏ nhé. Bây giờ Vàng mà Mấy Nhóc xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye 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 bye.